Chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 134 năm ngày quốc tế lao động, 66 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, huyện Tân Sơn đã triển khai treo cờ, băng rôn tuyên truyền, cổ động trực quan tại các khu trung tâm, các tuyến đường chính, trụ sở các cơ quan, trường học, đơn vị lực lượng vũ trang. Qua đó nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tiếp tục thi đua lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Hiện nay, ở một số diện tích cây trồng vụ xuân trên địa bàn huyện Tân Sơn đã xuất hiện các đối tượng sâu bệnh hại. Huyện Tân Sơn đang tích cực chỉ đạo, hướng dẫn bà con nông dân triển khai nhiều biện pháp phòng trừ. Vụ xuân năm nay, huyện Tân Sơn gieo cấy được hơn 2.100 hectare lúa, 450 hectare ngô, 230 hectare rau màu các loại. Qua kiểm tra đồng ruộng cho thấy, một số diện tích cây trồng đã xuất hiện các đối tượng sâu bệnh hại. Ở cây lúa chủ yếu là bệnh khô vằn, bệnh vàng lá hại nhẹ với diện tích 174 hectare. Trên cây chè là bọ cánh tơ, dày xanh, đốm xám. Trên cây ngô là sâu keo mùa thu. Ủy ban nhân dân huyện Tân Sơn đã chỉ đạo cho các cơ quan chức năng, ủy ban nhân dân các xã bám sát đồng ruộng, phát hiện, chủ động phòng trừ kịp thời, hiệu quả, không để sâu hại lây lan ra diện rộng. Đối với những diện tích đã bị nhiễm bệnh, bà con nông dân tiến hành ngay các biện pháp phòng trừ theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn nhằm đảm bảo hiệu quả cao nhất. Sau nhiều năm vất vả với nỗi lo mỗi khi mùa mưa đến lại bị cô lập, trẻ nhỏ phải nghỉ học, giờ đây bà con ở xóm Thang, xã Xuân Đài, huyện Tân Sơn đã có cây cầu mới kiên cố, vững chãi bắc qua suối Thang, nhân dân yên tâm lao động sản xuất. Xóm Thang, xã Xuân Đài, huyện Tân Sơn có 116 hộ thì 100% đều là người dân tộc Mường. Trong đó có 40 hộ ở bên kia con suối, hầu như bị cô lập vào mùa lũ khi nước dâng cao chảy xiết. Việc đến trường là một nỗi ám ảnh của các em học sinh nơi đây mỗi khi trời mưa gió. Có một cây cầu là sự mong mỏi của bà con từ rất nhiều đời nay. Đảng và chính phủ có quan tâm vùng sâu vùng xa làm được cái con cầu cho dân, phải nói là hết khổ sở và cảm thấy nó sung sướng quá. Cầu Thang có thiết kế dài hơn 90m, rộng 3,5m với kinh phí hơn 4 tỷ đồng. Ngay từ khi khởi công xây dựng, công trình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của chính quyền và người dân địa phương. Nhiều hộ dân đã hiến đất để làm mố cầu, công trình nhờ đó đã hoàn thành đúng tiến độ. Hiến làm cái cầu của gia đình tôi cũng có ít đất là 100m², tôi hiến cho bên nhà nước và nhân dân và con trong thôn xóm để làm cái cầu. Thế này làm xong cái cầu, gia đình tôi cũng rất phấn khởi và tự hào. Sau hơn 8 tháng thi công, cầu Thang đã nối nhịp, biến ước mơ từ bao đời của hàng trăm người dân thành hiện thực. Ngoài việc đảm bảo an toàn giao thông, cây cầu còn giúp bà con yên tâm phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, từng bước xây dựng cuộc sống mới no ấm. Thực hiện nghị quyết số 42 của Chính phủ, với tinh thần tích cực, khẩn trương, những ngày qua, các địa phương trên địa bàn huyện Tân Sơn đã tiến hành rà soát, thống kê, lập danh sách các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 để kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ. Phản ánh tại xã Thủ Cúc, huyện Tân Sơn. Gia đình chị Hoàng Thị Hiếm ở xã Thu Cúc thuộc diện hộ nghèo. Là mẹ đơn thân nuôi hai con khuyết tật, bản thân chị lại bị bệnh, không làm được việc nặng. Theo nghị quyết 42 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, thì thời gian tới gia đình chị sẽ được nhận tiền hỗ trợ. Nhà nước hỗ trợ cho ba mẹ con tôi được 3 tháng như thế thì tôi cũng rất là phấn khởi và cũng rất là cảm ơn các cấp các ngành. Xã Thủ Cúc có 17 khu dân cư, địa bàn rộng, dân số đông. Để tránh nhầm lẫn, bỏ sót đối tượng, cán bộ lao động thương binh và xã hội xã đã phối hợp cùng trưởng các khu dân cư đi đến từng hộ gia đình để rà soát, lập danh sách các đối tượng được thụ hưởng. Trong quá trình thực hiện, người dân thắc mắc đến đâu thì tư vấn giải thích ngay đến đó, trên tinh thần hỗ trợ tối đa, bảo đảm thông tin chính xác đầy đủ. Tôi cả biết thông tin mà tất cả đưa tin đài báo rồi các TV cũng đưa tin là diễn biến COVID. Mà nhà nước cũng quan tâm hỗ trợ đến cho những gia đình chính sách và hộ nghèo và hộ cận nghèo. Với tôi thì cũng có là rất vui mừng và phấn khởi. Với cái thời gian nó gấp gáp như vậy, thế nhưng chúng tôi cũng đã phối hợp với các khu dân cư để tiến hành rà soát
tất cả các đối tượng trên và cũng có kết quả sơ bộ báo cáo về phòng lao động theo đúng tiến độ. Tính đến thời điểm hiện tại thì xã đã rà soát được 3.350 nhân khẩu đủ điều kiện để hưởng cái trợ cấp theo cái quy định của chính phủ, và trong thời gian tới thì xã tiếp tục chỉ đạo cán bộ thương binh xã hội phối hợp với các khu dân cư để tiếp tục rà soát và tránh để cái xảy ra cái thiếu sót và cái trường hợp là không đúng đối tượng. Theo số liệu thống kê sơ bộ, hiện nay huyện Tân Sơn có hơn 23.400 người thuộc diện nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và người có công thuộc diện hưởng trợ cấp theo nghị quyết số 42 của chính phủ. Các đối tượng khác đang được các địa phương tiếp tục rà soát. Để đảm bảo quyền lợi cho người dân, không để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách, huyện đã chỉ đạo các địa phương tập trung rà soát, phân loại, sàng lọc các đối tượng. Danh sách các đối tượng hưởng trợ cấp sẽ được niêm yết công khai, minh bạch, đảm bảo chi đúng chế độ, đúng đối tượng. Nhằm chủ động phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, thời điểm này, huyện Tân Sơn đang tập trung tuyên truyền, chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vaccine cho đàn gia súc đợt 1 năm 2020. Nhận được thông báo lịch tiêm vaccine cho đàn vật nuôi trên loa truyền thanh, các hộ chăn nuôi ở khu Chóc, xã Mỹ Thuận đã đưa trâu bò đến điểm tiêm tập trung của khu để tiêm phòng. Gia đình tôi nuôi có 3 con trâu. Trước đây không tiêm thì thường thường nó hay bị mắc nhiều bệnh hơn. Sau khi tiêm thì thấy nó ổn định và nó phát triển tốt hơn. Trong đợt này, xã Mỹ Thuận có 1.400 con trâu bò, lợn và 300 con chó mèo thuộc diện tiêm phòng vaccine. Địa bàn tương đối rộng với 14 khu dân cư, nên xã đã xây dựng kế hoạch và triển khai tiêm theo hình thức cuốn chiếu, mỗi ngày tiêm một khu. Vì vậy, các hộ chăn nuôi đã đưa vật nuôi đến tiêm đầy đủ, đúng thời gian quy định. Chúng tôi sẽ phấn đấu là trong vòng 20 ngày chúng tôi sẽ triển khai tiêm vét đến từng hộ dân để tiêm vét cho đạt kết quả theo đúng kế hoạch đề ra. Toàn huyện Tân Sơn có 30.000 con trâu bò, trên 10.000 con lợn và gần 2.000 con chó mèo sẽ tiêm trong đợt 1 từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 20 tháng 5. Trạm chăn nuôi và thú y huyện đã tiếp nhận và cung cấp hơn 42.000 liều vaccine các loại cho 17 xã trên địa bàn. Tuyên truyền cho bà con là tập trung là tiêm phòng và theo hình thức là cụm xã, 3-4 xã thành lập một cụm và triển khai tiêm phòng đồng loạt theo hình thức cụm xã. Và khi mà triển khai đối với đàn trâu bò trên địa bàn Tân Sơn thì tôi tuyên truyền cho bà con là đến khu, mỗi khu là 1-2 gióng để cố định con vật và tiêm cả hai mũi lở mồm móng và tủa trùng trâu bò. Bước vào thời điểm mùa hè, thời tiết nắng nóng là điều kiện để các loại dịch bệnh phát sinh. Do đó, người chăn nuôi cần nâng cao ý thức tiêm phòng đầy đủ cho đàn vật nuôi. Khi kết thúc đợt tiêm phòng, các địa phương sẽ tiếp tục tiêm bổ sung cho những con gia súc gia cầm mới phát sinh và những con chưa được tiêm phòng trong đợt chính vụ, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất dịch bệnh xảy ra, tạo điều kiện để phát triển chăn nuôi và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Tiếp theo là một số tin vắn đáng chú ý. Huyện Tân Sơn vừa tổ chức trao nhà cho ông Hoàng Văn Năng, 78 tuổi, ở xã Tân Phú, là đối tượng bảo trợ xã hội. Ngôi nhà có diện tích sử dụng là 35m2 với tổng trị giá trên 60 triệu đồng. Trong đó, Mặt trận Tổ quốc huyện hỗ trợ 15 triệu đồng, Hội chữ thập đỏ huyện hỗ trợ 10 triệu đồng, xã Tân Phú hỗ trợ 5 triệu đồng. Số còn lại được huy động từ các anh em, dòng họ. Ngôi nhà hoàn thiện và đưa vào sử dụng là niềm an ủi, khích lệ, động viên ông Năng cùng gia đình vươn lên trong cuộc sống, vượt qua khó khăn để tham gia lao động sản xuất. Hội chữ thập đỏ huyện Tân Sơn vừa tổ chức bàn giao nhà nhân đạo cho gia đình ông Sa Văn Cường, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Kim Thượng. Căn nhà có diện tích 55m2, tổng trị giá gần 90 triệu đồng. Trong đó, câu lạc bộ hành chính nhân ái ủng hộ 70 triệu đồng, Mặt trận Tổ quốc huyện hỗ trợ 10 triệu đồng. Số tiền còn lại do Quỹ vì người nghèo của xã cùng Đoàn Thanh niên, Hội người cao tuổi xã Kim Thượng vận động.